Thưa quý vị, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội đang diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị với chủ đề Mùa hè trải nghiệm và khám phá, nhằm tạo sân chơi bổ ích gắn với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc. Theo đó, hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Sơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Đắk Lai, Ê Đê, Khmer, cùng sự tham gia của các đồng bào dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị hấp dẫn. Tiêu biểu như chương trình dân ca dân vũ với chủ đề Về với buôn làng, giới thiệu tới công chúng những ca khúc biểu diễn nhạc cụ, điệu múa, diễn xướng dân gian của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, hay chương trình bản làng vui điệu xòe hoa và em yêu làng em, và giới thiệu đến công chúng và du khách những nét văn hóa của đồng bào các dân tộc phía Bắc. Vào các ngày cuối tuần, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, văn nghệ đặc sắc và tìm hiểu về kiến trúc, trang phục, dân ca dân vũ, lễ hội, ẩm thực, các trò chơi dân gian. Chương trình kéo dài đến hết tháng 8 2024.